27 Phi thời y thọ tác thời y giới Giới đem phi thời y làm thời y 27.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội Đại thừa vị chúng sinh cố bất đồng chế Nhược tỳ kheo ni dĩ phi thời y Thọ tác thời y giả Ni tác kỳ ba vật đề Nghĩa Thuộc về chế tội đại thừa vì chúng sinh nên không đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đem phi thời y, thọ làm thời y, thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. 27.2 Duyên khởi Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni đem y phi thời, thọ làm thời y. Quý tỳ kheo ni khác trông thấy hỏi rằng, Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo ni chứa năm y. Y này là y của ai? Lục quần tỳ kheo ni đáp, thời y của chúng tôi. Quý tỳ kheo ni nói, đại muội hôm nay là thời hay phi thời? Bây giờ, trong chúng tỳ kheo ni, có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Do nhân duyên ấy, Đức Phật vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 27.3 Cụ duyên Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. một Lúc chẳng phải thời. 2. Được y dư. Ba, Không thuyết tịnh. 4. Thọ làm thời y. 27.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dĩ phi thời y, thọ tác thời y giả, ni tắc kỳ ba giật đề. Nghĩa là sau khi an cư xong, nếu không có kashina y, thì trong vòng một tháng. Có kashina y, thì trong vòng năm tháng. Phi thời nghĩa là trừ thời gian nói trên ra, ở vào các thời điểm khác mà được y dư nếu chẳng phải thời y mà thọ làm thời y, thì phạm tội ni tác kỳ ba giật đề. Y xã đọa này nên đến trong chúng tăng, đúng theo pháp mà xã, hoặc là xã cho nhiều người hay xã cho một người, không được xã biệt chúng. Nếu xã không thành thì phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 43 thuyết minh, thời y làm phi thời y mà chia phi thời y làm thời y mà chia, đều phạm tội xã đọa. 27.5 Tình chế Trong tăng làm pháp xã y rồi, nếu tăng không trả y lại, thì tăng phạm tội đột kiết la. Nếu khi trả mà có người đào bảo rằng đừng trả, thì người bảo đó phạm tội đột kiết la. Nếu không trả mà thọ làm năm y, hoặc không trả mà làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cố tình làm mất, hoặc cố ý làm hư, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên sử dụng, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 27.6 Kiềm chế tỳ kheo làm việc này thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 27.7 Khai duyên Những trường hợp không phạm, phi thời y thọ làm phi thời y. Thời y, thọ làm thời y. 27.8 Tập giải Khi an cư xong, tức là lúc thọ công đức y, được y công đức thì có 10 việc công đức, 5 việc nhân duyên đã nói ở trước. Như trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, có 5 nhân duyên thọ y công đức. 1. Có y dư. 2 không mức y. 3. Được ăn biệt chúng. 4. Triển chuyển thực. 5. Trước giờ ăn, sau giờ ăn, không dặn tỳ kheo khác được phép vào tụ lạc. Có đủ năm nhân duyên như thế thì nên thọ công đức y. Thọ công đức y rồi được năm việc. 1. Được phép chứa y dư. 2. Được ly y ngủ chỗ khác. 3. Được ăn biệt chúng. 4 triển chuyển thực. Năm trước giờ ăn, sau giờ ăn, không dặn tỳ kheo khác được phép vào tụ lạc. Nếu là thời gian không phải lúc thọ y công đức mà được y, tức là chẳng phải thời y, hơn nữa chưa đến thời mà thọ làm thời y để dùng, vì muốn sớm được năm việc thông thả tự do, như thế là trái với điều cấm của Phật thì phạm tội xả đọa. Nếu ở vào lúc chưa thọ công đức y lại không có nhân duyên y cấp thí thì y đã thọ được kia tức là phi thời y y này phải xả nếu để lại làm thời y thì phạm tội nếu sau khi đã xả y công đức mà cũng không phải là thời y chính chiếc y đã được lúc phi thời này mà lại cưỡng lấy làm thời y để thọ trì không xả mà thọ trì muốn cho năm việc thông thả tự do được lâu ngày cũng phạm tội. Cho nên cần phải vân theo thánh chế, phải có tâm thiểu dục tri túc, nghiêm trì luật nghi, tuyệt đối không nên buông lung theo tâm ý của mình mà chuột lấy khổ báo trong tam ác đạo vậy.